Mới đây, cựu phóng viên giải trí Lee Jin-ho đã đăng tải một video lên kênh YouTube của mình tiết lộ rằng ông Hoàng K-pop Biren, ông xã Kim Tae-hee thực chất là người có tính cách khá keo kiệt. Cựu phóng viên giải trí Lee Jin-ho cho biết, theo một nguồn tin tiết lộ rằng đối với việc chi tiêu hàng ngày, Biren phải được gọi là khá keo kiệt. Khi đó, Biren chỉ tặng quà và gạo cho nhân viên trong công ty mỗi khi tới dịp lễ. Điều này thì hoàn toàn trái ngược với danh tiếng cũng như sự giàu có của ông xã Kim Tae-hee. Đặc biệt, Biren còn được cho là keo kiệt trong việc chia sẻ lợi nhuận công ty. YouTuber này còn dẫn chứng một chia sẻ của Biren trước đây. Trong đó, Biren cho biết bản thân có tính cách tiết kiệm từ khi còn nhỏ. Trong một sự kiện năm 2008, Biren đã nói, tôi đã biết tiết kiệm tiền từ khi còn nhỏ, thậm chí tôi vẫn còn nhận tiền tiêu vặt từ cha mình mỗi tháng một lần. Theo chia sẻ của Biren, thì dù vào năm 2008, nam tài tử đã nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh vẫn nhận khoản tiêu vặt từ cha mình. Biren được cho là sở hữu bất động sản trị giá 100 tỷ won, gần 2.000 tỷ đồng ở Gangnam-gu, Seoul. Nam diễn viên và vợ còn sở hữu rất nhiều bất động sản nên được mệnh danh là cặp đôi siêu giàu trong làng giải trí. Trong thời gian gần đây, Biren đang tham gia đóng bộ phim chủ đề y khoa mang tên Ghost Doctor. Nhân vật do nam diễn viên thủ vai là người có tính cách khá kiêu ngạo, ích kỷ và nóng nảy. Theo lời tiết lộ, Biren đã chuẩn bị rất nhiều để hóa thân vào nhân vật. Điều này khiến cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên bị ảnh hưởng khi chưa thoát khỏi cảm xúc trong lúc đóng phim. Sau khi về nhà, dư âm diễn xuất khiến nam diễn viên vô tình lớn tiếng và tự cho bản thân đúng trước mặt bà xã. Dù không cố ý nhưng hành động của Biren vẫn khiến Kim Tae-hee tức giận. Điều này khiến Biren và Kim Tae-hee xảy ra một cuộc cãi nhau. Trước đó, Kim Tae-hee đã gửi xe tải cà phê đến phim trường bộ phim God Doctor để ủng hộ ông xã Biren. Nữ diễn viên để lại lời nhắn nhủ đáng yêu trên băng rôn. Kim Tae-hee hết lòng ủng hộ nam diễn viên Jung Ji-hoon, tên thật của Biren, và toàn bộ dàn diễn viên bộ phim God Doctor. Ngay lập tức, hành động ngọt ngào thể hiện tình cảm của Kim Tae-hee dành cho Biren đã nhận được nhiều sự chú ý. Biren đảm nhận nhân vật Cha Yeon-min, một bác sĩ thiên tài có sở trường cứu người bằng tài năng phẫu thuật của mình. Anh ta có ngoại hình đẹp và một lý lịch phi thường nhưng lại sở hữu tính cách kiêu ngạo ích kỷ. Sau vụ tai nạn bất ngờ, Cha Yeon-min lại biến thành một người hoàn toàn khác. God Doctor là một bộ phim thể loại y khoa giả tưởng kể về hai bác sĩ khác nhau từ xuất thân, tài năng đến tính cách. Thế nhưng cả hai lại có cơ duyên kết hợp thể xác và linh hồn sau một vụ tai nạn. Bộ phim sẽ kể về những câu chuyện xúc động của những bác sĩ ma, những người dù đã qua đời vẫn không thể bỏ lại bệnh viện hay bệnh nhân của mình. Biren và Kim Tae-hee được xem là một trong những cặp tình nhân đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí xứ Hàn. Họ đã ở bên nhau gần 10 năm và có hai cô con gái chung. Cách đây không lâu khi tham gia chương trình The Henry and the Harry, Biren đã chia sẻ với các đồng nghiệp No Hon Chun, Lee Hun Ni và Lee San Sun về ấn tượng đầu tiên hai chuyện hẹn hò giữa anh và bà xã Kim Tae-hee. Biren kể rằng đó là lần đầu tiên tôi quay quảng cáo với Kim Tae-hee. Bình thường nếu muốn thay tất mình sẽ nhờ nhân viên và họ sẽ giúp mình, nhưng Kim Tae-hee lại tự mình thay tất không nhờ nhân viên. Chứng kiến điều đó tôi nghĩ cô ấy đích thị là người mình luôn tìm kiếm. Tôi mời cô ấy đi chơi nhưng bị từ chối tới 5 lần. Chia sẻ của Biren về kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Kim Tae-hee khiến nhiều khán giả của chương trình thích thú. Nam ca sĩ còn kể thêm rằng anh đã yêu đơn phương bà xã gần một năm. Được biết, Kim Tae-hee và Biren bén duyên trong một quảng cáo vào năm 2012. Chuyện tình của họ được truyền thông Hàn Quốc phát hiện vào năm 2015 khi Biren đang nhập ngũ. Năm 2017, họ về chung một nhà và nhanh chóng có với nhau hai cô công chúa. Cặp đôi ít chia sẻ về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội, nhưng không ít lần giới săn tin bắt gặp Biren nắm tay vợ dạo phố và khoác vai tình tứ. Một thói quen mà Biren không thay đổi từ khi quen vợ tới giờ là anh vẫn gọi Kim Tae-hee là chị vì cô hơn tuổi anh. Biren cũng khẳng định rằng, tôi luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi có niềm hạnh phúc mà không thể có được lúc còn độc thân. Chàng ca sĩ mắt một mí cũng hé lộ vợ chồng anh chưa bao giờ cãi nhau hay xung đột gay gắt từ khi quen tới khi chung sống.